Đây, anh em đang tập trung để cho xe cẩu vô để cẩu cái bức tam đa này ra này. Giao dịch thành công. Em quay phòng cái nhiều bắt tay vì kết thành công. Khỏi gần này, bắt tay với Hiếu luôn này. Hiếu đẹp trai đúng không? Anh kẻ tiền quá nên bắt lại cho anh Hiếu bức tượng gỗ anh em nhé. Rất là tiếc. Mình nói là mấy bạn em mình mua mình chốt xong rồi mình nói nha, bây giờ cũng bỏ 100 triệu chẳng làm được mất chẳng vậy. Vậy à? Thôi để sau này kiếm lại tiền rồi mua lại của Hiếu nha Hiếu. Nói bạn bè nhớ bán rẻ nha. Ví dụ lúc lấy bức tường này mà có giá cao hơn thì Hiếu Hiếu bán rẻ này Hiếu ơi. Ủa em vòng là lối sau. Lát nữa em sẽ quay giao lưu với anh em mấy bức phía trong nha. Giờ anh em bắt đầu kéo ra. Bao nhiêu thanh niên?